quý vị đã biết gì chưa? Máy ép cám viên S160 đã có phiên bản cải tiến mới nhất dành cho những vị khách hàng muốn lắp đặt tủ điện. Giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem dòng sản phẩm này có gì đặc biệt nhé. Đây là dòng sản phẩm chuyên dùng để ép đa dạng các loại nguyên liệu thô tươi khác nhau thành cám viên. Quý vị có thể tận dụng mọi loại nguyên liệu sẵn có dư thừa trong sản xuất nông nghiệp, trong gia đình hay tại địa phương phối trộn lại với nhau tạo thành cám viên. Với phiên bản máy ép cám viên S160 lắp đặt tủ điện, quý vị cũng chỉ cần kết nối với nguồn điện dân dụng 220V, gạt automat để khởi động máy. Lúc này hệ thống đèn báo vôn sẽ báo chính xác nguồn điện nhà quý vị đang sử dụng. Nếu trên 220V là đã có thể sử dụng máy, vậy thì chúng ta sẽ bấm công tắc để khởi động máy và tiến hành đổ nguyên liệu vào phễu nạp của máy để tiến hành nghiền ép ra những viên cám chất lượng. Máy ép cám viên S160 được cải tiến với 3 quả lô ép giúp nâng cao năng suất hơn so với các dòng máy ép cám viên 2 quả lô trước đó. Với chiếc máy này, quý vị có thể tự sản xuất cám viên dinh dưỡng giá rẻ ngay tại nhà với năng suất lên tới 180 cân trên mỗi giờ ép, lại còn có thể tiết kiệm lên tới 40% chi phí chăn nuôi. Máy ép cám viên 3 quả lô giúp bà con chủ động chuẩn bị nguồn thức ăn, đảm bảo chất dinh dưỡng cho vật nuôi bởi máy có thể ép đa dạng các nguyên liệu đầu vào nên bà con muốn cho vật nuôi ăn thức ăn gì thì có thể cho nguyên liệu đó vào ép thành cám viên giúp vật nuôi dễ hấp thụ. Cũng giống như phiên bản máy ép cám viên S160, 3 quả lô trước đó máy cũng được thiết kế dạng thẳng đứng với một đầu ép cám và cùng với đó là một cửa ra thành phẩm. Tuy nhiên ở phiên bản này chúng ta đã được thấy thêm đó là một bộ phận tủ điện, ở đây sẽ bao gồm các loại công tắc đèn báo. Với phiên bản cải tiến mới nhất này, hệ thống công tắc đèn báo sẽ hỗ trợ bà con trong công đoạn đó chính là đảm bảo hoạt động ổn định, hạn chế những tình trạng chập cháy xảy ra, cùng với đó là kiểm soát được nguồn điện nhà quý vị có đủ đảm bảo để hoạt động máy đem lại hiệu suất cao nhất hay không. Máy ép cám viên S160 tủ điện sử dụng động cơ có công suất 3 kW, được làm hoàn toàn bằng 100% lõi đồng, giúp máy bền hơn so với sử dụng các loại động cơ khác. Với sự hỗ trợ của dòng sản phẩm máy ép cám viên S160 phiên bản lắp đặt tủ điện, công đoạn chế biến thức ăn cho vật nuôi trở nên nhàn hạ, nhanh chóng và an toàn hơn bao giờ hết. Đến đây thời lượng video đã hết. Nếu quý vị còn điều gì thắc mắc về dòng sản phẩm máy ép cám viên S160 tủ điện, xin hãy liên hệ tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình hoặc để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đội ngũ tư vấn viên sẽ trả lời nhanh nhất khi có thể. Khi mua máy tại Bình Quân Group, quý vị sẽ nhận được những điều sau. Thứ nhất, tất cả sản phẩm của Bình Quân Group được sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian, nên giá thành là tốt nhất. Thứ hai, toàn bộ máy móc được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với đội ngũ, kỹ sư, công nhân lành nghề với hơn 30 năm kinh nghiệm. Thứ ba, tất cả các dòng sản phẩm đều có thời gian bảo hành lâu dài, toàn bộ linh phụ kiện luôn có sẵn để thay thế. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại!